thì mình với vốn là 3M mình sẽ kiếm khoảng tối đa x2 vốn cũng được đúng không ạ? Đây là do một phần do anh em, đó là anh em lựa chọn là mình sẽ kiếm bao nhiêu và cái mục tiêu mình đề ra là bao nhiêu. Thì với vốn là 3M thì mình sẽ chơi gì được? Hôm nay mình sẽ chơi quay thú đi. 3M thì mình sẽ chơi quay thú đi anh em. Thực sự với anh em là quay thú còn như cao win nó là một trong những con trò nó khá là khó anh em ạ. Đấy. Cao win thì nói thật với anh em mà đánh quay thú nó khá là khó. Riêng cao win bắt bắt những con X thì cực kỳ với anh em là tỷ lệ gãy cao lắm. Mà ở đây chúng ta chỉ có thể bắt những cái thú và chim được thôi. Chúng ta sẽ chỉ có thể bắt thú và chim được thôi, tức là đánh theo những cái ô X2 ấy. Thì riêng riêng đối với trò quay thú này thì mình sẽ chỉ cho anh em một cái mẹo. Cái mẹo này thì chắc chắn với anh em là anh em đánh cái tỷ lệ thắng của anh em cực cực cao luôn. Đó là mình sẽ đánh gắn đít nha. Mình sẽ đánh gắn đít và chủ yếu là mình sẽ dựa vào cái yếu tố là đi tiền, tại vì cái phương pháp này thì nó không có cái gì quá là nổi bật. Vậy thì cái sự nổi bật nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái phương pháp đi tiền trong cái cách này nha. Nó sẽ làm đi tiền ở đây. Rồi, tại đầu tiên nó về một thú một chim thì tại này anh em sẽ quay sang anh em đánh chim nhé. Đấy, tay đầu tiên mình đánh 300k thì tay thứ hai mình sẽ đánh 900k. Mình sẽ đánh 900k, chủ yếu là mình gắn đít thôi anh em ạ. Đánh gắn đít thì nó cũng cần những cái quy luật, những cách đánh nó khác. Rồi, 900k win này. Tiếp tục nha, tiếp tục đánh bên chim là 400k. À xin lỗi anh em là 600k chứ. Đấy, sẽ là 600k. 600k thì tay cuối cùng anh em sẽ đánh cho mình là 1M2. Đấy, nếu nó về thú thì mình đánh 1M2 thú, nó về chim thì mình sẽ đánh 1M2 chim. Rồi ok, nó về thú đúng không ạ? Về thú với tay sau anh em sẽ đánh 1M2 thú của mình. Đấy, về thú thì mình sẽ đánh 1M2 thú. Ok chưa ạ? Cái này là sẽ dựa vào cái ý. Cho nên là cái phương pháp này nó phụ thuộc vào cái phương pháp đi tiền nha anh em nha. Nó sẽ dựa vào phương pháp đi tiền. Và đánh khi mà chúng ta chọn phương pháp đi tiền anh em phải có một tâm lý thật sự là vững nha, một cái tâm tinh thần thép luôn anh em ạ. Tinh thần mà không thép là anh em gấp hai ba tay là anh em đánh cảm giác anh em hoảng luôn, thật sự là như vậy đấy. Thật sự là như vậy luôn. Rồi, ok, tiếp tục này. Thì anh vốn anh em nhỏ thì anh em có thể xuất phát điểm nhỏ thôi. Bây giờ thì mình sẽ về với mức là 300k tiếp. Thì cái cách đi tiền là như nào? Cách đi tiền ở đây là như nào? Cách đi tiền ở đây chúng ta sẽ đi tiền theo tỷ lệ là 1-3-2-4 nhé. Chúng ta sẽ đi tiền theo tỷ lệ là 1-3-2-4. Đó. Tay đầu tiên là mình đánh 300k thì tay thứ hai mình sẽ đánh gấp 3 lần tức là 900k. Ui tưởng được về ô toàn chứ. Nhưng mà mình có đánh ít đâu anh em. Đấy, 300k này. 300k thì tay sau anh em sẽ đánh lên là 900k ở bên thú tiếp. Đấy, tức là gấp 3 lần tay đầu tiên đúng không ạ? Gấp 3 lần cái tay đầu tiên thì sẽ là bao nhiêu ạ? 3 3 là 9. Tay thứ hai nó sẽ gấp 2 lần tay đầu tiên thì nó sẽ là gì? 23 là 6 thì là 600k đúng không ạ? Thì như mình nói là cái phương pháp này nó không cái yếu tố ở đây nó không không nằm ở cái phương pháp. Cái phương pháp này nó không có gì nổi bật. Mà nó nổi bật ở cách đi tiền thôi. Cho nên là tại sao là mình nói với anh em là mình chọn cái việc là mình đánh thú. Đấy. Xin lỗi anh em là việc chọn là đánh các ô X2 là ô thú ô chim ấy. Tại sao mình lựa chọn việc là đánh ô thú và ô chim nó là như vậy. Được chưa nào? Để xem tay này nó có tiếp tục về thú hay không. Rồi, tay này về chim rồi. Về X12 là đại bàng. Và tiếp tục mình sẽ gắn đít con đại bàng này với 1M2 nhé. Đấy, gắn đít con đại bàng này. Tay này là tay thứ 8 rồi nha anh em nha. Tay này là tay thứ 8 rồi đấy, đánh 8 tay rồi đấy. Đã đánh được 8 tay rồi, nhanh quá anh em ạ. Rồi, xem có đúng là chim không.
Nói chung là đánh ngắn đít như này thì cái mức độ nguy hiểm nó cũng khá là cao, nó không ít đâu. Rồi chuẩn chuẩn luôn là đi chạy 1-1 rồi, chịu rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng mà đánh 8 tay anh em thấy vẫn win đúng không ạ? Đấy, cầu này chạy như này thì hơi khó. Nhưng không sao. Mình sẽ lần này thì mình sẽ bắt đầu với 500k đi. Gắn đít thú tay đầu tiên trước. Rồi, mình cũng chờ xem tay gắn đít đầu tiên của mình nào. Rồi, tay gắn đít đầu tiên thì đã về bên chim. Thì nó sẽ rơi vào từng cái trường hợp mà anh em có thể những cái lúc mà anh em đánh ấy, nó lại rơi vào cái chuỗi bệt thì là thật sự với anh em là anh em lãi lãi to luôn. Đấy, anh em vào mà anh em gặp cái chuỗi cầu bệt ấy, chắc hẳn là anh em ở đây anh em đánh thì anh em đã gặp bệt rồi đúng không ạ? Chắc hẳn là anh em ở đây anh em đã gặp bệt rồi. Gặp những cầu bệt chim rất là dài hoặc thậm chí là gặp những cái giai đoạn cầu bệt thú rất là dài rồi. Đấy, thì anh em có thể thấy là gì? Nhiều lúc là mình có thể hoàn toàn mình thắng mà. Ôi cái vòng xoay này thì chịu rồi. Cái phương pháp này thì chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó là nếu như gặp cầu 1-1 thì mình sẽ lỗ rồi. Đấy, gặp cầu 1-1 thì mình sẽ lỗ rồi. Rồi còn 500k tới tay nốt đi. Rồi, để xem tay này có đúng về thú không. Chuẩn thú luôn. Nói chung là gỡ lại được cái tay 1m rưỡi kìa. Tại vì sao mình vào 1m rưỡi thì vì còn dư cũng 500 mà đúng không em. Thì lần này sẽ là 2m. Gấp 4 lần. Gấp 4 lần của tay đầu tiên thì sẽ là 2m. Không tất tay nha. Không tất tay nha. Nếu mà anh em tất tay là một sự sai lầm luôn ạ. Tay vừa rồi thì nói chung là bán mình không dư thì mình không nói, thú chắc chắn rồi, nhìn cái vòng xoay chắc chắn là thú rồi. Đấy, giờ cầu đi ổn định là anh em đánh chỉ cần như vậy là quá là đẹp rồi đúng không ạ? Đó, đã lên được 4m9 rồi, từ 3m đến 4m9 rồi, vậy là mình đã thắng được ít nhất là 1m9, cũng gần 2m rồi đúng không anh em? Đấy, thì như thế này cũng là nghỉ được rồi. Đấy, một cái phương pháp là đánh 10 4 3 12, 12 tay thì mình thắng được là 2m. Nói chung là nó cũng phụ thuộc vào yếu tố là đi tiền mà, như mình nói lúc ban đầu là như vậy. Đấy. Ok, thì cái video này thì mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Thì link tải cũng như là link đăng ký của Game Cao Win mình sẽ để ở dưới phần bình luận cũng như là phần mô tả dưới video cho anh em. Đấy. Ok, mình sẽ kết thúc clip ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của mình.